Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay cái nội dung chính chúng ta phân tích cực kỳ quan trọng liên quan đến cái câu hỏi là thầy Thích Minh Đạo có bị tịch thu tài sản hay không? Vì qua cái biên bản làm việc vào ngày 14 tháng 8 năm 2024 thì đã nói rõ những cái nội dung liên quan khiến cho bao nhiêu người lo lắng. Mà đặc biệt ở đây, tài sản nào của thầy Thích Minh Đạo sẽ bị tịch thu và tài sản nào là tài sản riêng của thầy Thích Minh Đạo thì tôi cũng sẽ nói rõ trong cái clip hôm nay. Qua đó thì chúng ta cũng so sánh coi là cái cách xử lý của giáo hội có thiên vị hay không và thiên vị là thiên vị như thế nào thì từng bước chúng ta sẽ làm rõ. Ok mọi người, thì ở đây là cái vườn sầu riêng của em nha cô chú anh chị. Vườn sầu riêng này là vườn sầu riêng của em, thì chắc có lẽ là 2-3 năm nữa thì nó trở thành là khu dân cư rồi. Ở đây là khu dân cư của quân đội nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cũng thấy rõ, đối với cái việc mà chúng ta phân tích hôm nay cũng khá là nhạy cảm, cũng khá là quan trọng, nên là chúng ta chỉ trên cương vị là phân tích, còn sự việc là như thế nào thì đợi cơ quan chức năng của chúng ta xử lý. Ok mọi người. Thì trước khi vào phân tích, cô chú anh chị nhớ bấm cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Thì hiện nay mọi người thấy qua những cái lùm xùm ở cái vụ việc của thầy Thích Minh Đạo, và đặc biệt thầy Thích Minh Đạo đã xuất hiện trong mấy ngày gần đây, thì cô chú anh chị thấy hiện nay thầy Thích Minh Đạo như thế nào và tại tu viện Minh Đạo sẽ ra sao? Mọi người nên coi cái video thực tế ở trên này ha. Mời mọi người xem. Ok mọi người. Đó mọi người coi đi, hiện tại bây giờ á, mặc dù là tu viện Minh Đạo hiện nay là thầy Thích Minh Đạo xin rời khỏi giáo hội, nhưng mà biết bao nhiêu người cúng dường hiện tại bây giờ đang ở đó mọi người thấy, và kể cả những người ở bên nước ngoài nè và những người quốc tịch Úc nè cũng đã qua bên đây cúng dường nơi tại tu viện Minh Đạo, thì mọi người thấy cái uy tín của thầy Minh Đạo nó sẽ như thế nào, đúng không? Đó, những cái hình ảnh trên mạng thì mọi người cũng thấy được. Mọi người thấy rõ, càng xử lý thì người ta càng yêu mến. Ở đây vì sao như vậy? Cái bản chất con người của chúng ta nó đánh giá đi được cái đạo đức, cái nghề nghiệp, thậm chí là cái nhân phẩm. Nên là cho dù thầy Thích Minh Đạo ra sao thì người ta vẫn tôn trọng thầy là thầy. Mà tôi đặt trường hợp bây giờ ông Thích Chân Quang hiện nay bây giờ có làm gì thì người ta cũng không coi ra gì, mặc dù là được giáo hội công nhận, mặc dù là được giáo hội cho là chủ trì. Nhưng ở đây mọi người thấy bao nhiêu khán giả, bao nhiêu cộng đồng công chúng có tôn ông này bằng thầy hay không? Mà đặc biệt ở đây tôi nói thật mọi người, nếu như thầy Thích Minh Đạo cho dù có rời khỏi giáo hội thì người ta vẫn tôn vinh thầy là thầy. Tại vì bản chất con người tu chánh pháp, bản chất con người, người ta tôn trọng là tôn trọng đức tính của một con người, chứ người ta không tôn trọng vào cái hình tượng và cái danh vọng, cái danh vọng và cái danh dự. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Tôi đặt trường hợp bây giờ danh dự của ông Thích Chân Quang là được trong giáo hội, được làm chủ trì chùa Phật Quang, nhưng mà cái danh dự đó mọi người thấy có ai để tâm tới? Còn tôi đặt trường hợp bây giờ thầy Thích Minh Đạo ra ngoài làm một dân bình thường, người ta vẫn mãi mãi kêu bằng thầy. Tại sao? Tại vì mọi người thấy rõ, đối với cái vụ việc của thầy Thích Minh Đạo, người ta làm những cái việc rõ ràng là rất bài bản, rất đúng, rất rất có tâm và rất có lòng.
thậm chí là nhân đạo nữa. Đó. Nên là được nhiều người yêu mến là cái chỗ đó. Như vậy thì cái câu hỏi hôm nay đặt ra qua cái biên bản thì cô chú anh chị cũng thấy được cái biên bản làm việc. Ở đây thì em sẽ cho cô chú anh chị xem lại toàn bộ các biên bản. Thì từ trước giờ cô chú anh chị, chắc từ sáng giờ cô chú anh chị cũng thấy rõ về rất là nhiều người đưa tin về cái biên bản này rồi, đúng không? Hôm nay thì em sẽ cho cô chú anh chị coi lại và lưu ý một số điểm ở trong này. Mọi người coi biên bản nha. Đây là cái biên bản. Đó, mọi người coi toàn bộ cái biên bản đi. Toàn bộ là những cái nhân vật, toàn là cộng cán không mọi người thấy không? Nhân vật như thế nào? Mọi người thấy Thượng Tọa Thích Nhuận Nghĩa nè. Rồi Thượng Tọa Thích Thiện Thực nè. Rồi Thượng Tọa Chí Giác nè. Đó, mọi người thấy toàn bộ là Thượng Tọa và những cái nhân vật cho là tầm cỡ trong giáo hội. Được cho là tầm cỡ trong giáo hội mà dự cái buổi họp này thì cũng là khá quan trọng. Ở đây những cái câu đề ra là như thế này, tôi đọc như thế này thôi. Đó. Cho dừng các hoạt động tu viện minh đạo trong bối cảnh bất ổn hiện nay. Đó. Đồng thời ban trị sự thị xã Phú Mỹ trực tiếp quản lý tu viện minh đạo. Đó là cái câu hỏi này mà người ta rất là quan tâm nè. Đó. Đồng thời nè, ở đây tôi đọc cái đồng thời ban trị sự thị xã Phú Mỹ trực tiếp quản lý tu viện minh đạo, điều hành hoạt động tại cơ sở này, giúp cho tu sĩ tại đây an tâm tu dưỡng theo nguyện vọng. Được không cô chú anh chị? Cái câu hỏi này chúng ta phân tích được không? Không được nha cô chú anh chị. Không được là tại sao? Tại vì mọi người nên nhớ kỹ, ví dụ như cái nhà hoặc cái vườn sầu riêng của tôi đang ở. Đó. Tôi dựng lên một ngôi chùa hoặc là tôi dựng lên cái gì mà được cấp phép của cơ quan chức năng, ngoài giấy tờ trên đất là giấy tờ của tôi. Đó. Tôi xây dựng lên ngôi chùa, tôi xin vào đăng ký gia nhập vào giáo hội Hội Phật giáo tại quận Cái Răng. Tôi hoạt động là hoạt động theo tôn giáo của chính phủ, hoạt động theo Hội Phật giáo của Việt Nam. Đó. Còn sau này nếu như tôi không còn tu nữa thì cái tài sản này vẫn là tài sản của tôi. Như vậy thì giáo hội có được quyền đem người xuống thay thế hay không? Không được. Có thể là giáo hội sẽ xây dựng một chỗ khác rồi vận động những người này qua tu tập tại nơi đó và giáo hội trực tiếp quản lý. Chứ còn trong tu viện minh đạo, nếu như tài sản đây là tài sản của thầy Thích Minh Đạo thì giáo hội không được quyền can thiệp. Trừ những trường hợp nào liên quan tới giáo hội thì giáo hội có thể thu về. Ví dụ như tượng Phật hay là những cái vấn đề khác mà liên quan đến vấn đề hoạt động của giáo hội đó thì giáo hội sẽ thu về. Còn trường hợp thứ hai là cái việc mà thầy Thích Minh Đạo nếu như chấp hành tốt quy định pháp luật đó, thì cái việc tu tại gia là cái chuyện cũng là điều đương nhiên. Và những người kia cũng có quyền hoàn tục theo thầy Thích Minh Đạo để tu tại gia ở chỗ này, nếu như cơ quan chức năng cho phép và Sở Lao động Thương binh Xã hội cho phép. Cái đó là một cái vấn đề theo quy định của pháp luật. Còn sự việc thì đợi cơ quan chức năng. Cái này trên cương vị là chúng ta phân tích đó. Mà tôi nói thật mọi người, đối với cái vụ việc mà từng câu từng chữ trong này tôi thấy rất là đau lòng của chú chị, từng câu từng chữ trong cái biên bản và những cái ý kiến đóng góp của một số vị trưởng tọa. Nếu như cái biên bản này mà áp dụng cho ông Thích Chân Quang thì tôi rất là tôn vinh đối với các vị này. Đó. Còn cái này mà áp dụng ngay cho thầy Thích Minh Đạo thì có một phần nào đó cá nhân tôi là hơi bất mãn đối với giáo hội của Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây tôi nói thật là cá biệt nha, tại vì trong giáo hội thì rất là nhiều người tốt, tôi không nói. Cơ quan chức năng của chúng ta cũng rất tốt. Nhưng mà ở đây tôi rất bất mãn đối với những cái quyết định mà xử lý tại giáo hội của thị xã Phú Mỹ và địa chúng ta. Đây là nói cá biệt. Và cá nhân tôi suy nghĩ không có đụng chạm tới ai. Đó là cái câu thứ nhất mà tôi muốn nói về cái tài sản để cho cô chú anh chị an tâm nha. Còn cái này đặt ra cái ý kiến của ông Thiện Thông này hoặc là ông Thiện Thực này, đặt ra tôi không đồng tình. Mọi người thấy tôi không đồng tình. Đây là ý kiến của ông Thượng Tọa Thích Thiện Thực. Đó, rồi tiếp theo. Rồi bây giờ là Thích Thiện Thông nè. Xin lỗi, tiếp theo đi. Tiếp theo ông Thích Thiện Thực đi. Nguyện vọng. Kiến nghị cơ quan chức năng thẩm tra tính pháp lý nuôi trẻ tại tu viện Minh Đạo để sớm giải quyết, hỗ trợ, giải cứu các cháu ở trung tâm hỗ trợ trẻ em. Đó, mọi người thấy. Tại tiếp tục dùng cái từ giải cứu.
Đó, mọi người thấy rất đau lòng. Dùng cái từ giải cứu mà ở đây là ông Thích Thiện Thực là một chức danh rất là cao ở trong giáo hội tại Bà Rịa Vũng Tàu. Rất là cao. Như vậy thì trước khi vào cái vấn đề của cái câu này giải cứu, giải cứu đối với cái việc của ông thầy Thích Thiện Thực này nói đối với thầy Thích Minh Đạo, thì tôi cho mọi người coi một cái phóng sự, mà cái phóng sự sau đây là cái phóng sự cực kỳ quan trọng nha cô chú anh chị. Đó, cái phóng sự này là cái phóng sự cực kỳ quan trọng, cô chú anh chị coi ha. Em mời cô chú anh chị xem cái phóng sự. Liên ngành tỉnh tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiếp tục có buổi kiểm tra về công tác chăm sóc quản lý trẻ em tại tu viện Minh Đạo, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. Theo báo cáo của tu viện Minh Đạo, thị xã Phú Mỹ, hiện cơ sở đang chăm sóc nuôi dưỡng 23 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi. Từ năm 2014 đến nay, cơ sở không nhận thêm trẻ em. Cơ sở hiện có 9 người làm công tác hỗ trợ chăm sóc trẻ em, phần lớn là người làm công quả tại chùa. Các trẻ em tại trung tâm đến tuổi đi học đều được đến trường. Tuy nhiên, do năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên cơ sở xin cho các em nghỉ học một năm. Ngoài công tác chăm sóc về mặt vật chất, cơ sở cũng quan tâm về mặt tinh thần như bố trí một phòng tập gym, có sân bóng chuyền, TV, máy tính. Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở, đoàn liên ngành tỉnh ghi nhận nỗ lực đóng góp của cơ sở trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ ăn ở cho các em tại đây khá chu đáo, đầy đủ. Tuy nhiên, đoàn đề nghị cơ sở sớm hoàn thiện các giấy tờ thành lập cơ sở theo quy định, bổ sung đầy đủ giấy tờ hồ sơ quản lý trẻ em để ngành chức năng có căn cứ triển khai các chương trình hỗ trợ trẻ em. Ngoài ra, cơ sở cần lập sổ thực đơn dinh dưỡng hàng ngày, lưu ý đến công tác phòng chống dịch bệnh, bố trí địa điểm, sẵn sàng làm khu cách ly trong trường hợp có F0, phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục để tổ chức ôn luyện giúp các em không bị gián đoạn kiến thức trong thời gian nghỉ học. Dạ, những hình ảnh mà quý vị vừa xem. Đó, mọi người nghe toàn bộ cái phóng sự. Như vậy thì trước năm 2014 thì thầy Thích Minh Đạo có nhận trẻ em, và sau năm 2014 thì thầy Thích Minh Đạo không còn nhận nữa. Và cái phóng sự này được phát vào ngày, xin lỗi, là vào năm 2022. Mà cơ quan chức năng cũng xuống kiểm tra về tu viện Minh Đạo cũng khá là bài bản, và ở nơi đây được nhận trẻ là hợp pháp và đầy đủ các cái điều kiện để nuôi dưỡng những đứa trẻ này và cho ăn học để nên người. Đây là kết luận của cơ quan chức năng trong báo chí và đài truyền hình Quốc hội cũng đã đưa lên. Qua đó thì chúng ta thấy cái phóng sự đúng nói rõ về vấn đề tính hợp pháp tại tu viện Minh Đạo là không hề có một cái chút tì vết nào. Như vậy thì từ năm 2022 cho đến nay thầy Thích Minh Đạo không còn nhận trẻ nữa. Như vậy thì kiểm tra là kiểm tra cái gì? Tôi hỏi mọi người ở đây, một vị được cho là chức vụ khá cao ở trong giáo hội tại Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra một cái nhận định như vậy, chẳng khác nào ở đây là tính sân si, so đo và thậm chí là không muốn cho chúng ta hoạt động. Tính thật mọi người. Chứ toàn từ trước giờ mọi người thấy trước năm 2014 thì Thích Minh Đạo còn nhận, mà sau năm 2014 thì Thích Minh Đạo không còn nhận nữa. Mà đã là không còn nhận nữa thì làm gì có cái chuyện kiểm tra những đứa trẻ này có hợp pháp hay không. Mà tôi nói thật, nếu như những đứa trẻ này không hợp pháp, chính giáo hội tại thị xã Phú Mỹ là phải chịu trách nhiệm. Chứ đừng có nói mà đưa ra kiểm tra. Cái này là tôi nói thẳng. Tôi nói nếu như những đứa trẻ này không phù hợp, hoặc là những đứa trẻ này không đúng, hoặc là những đứa trẻ này là sai quy định pháp luật, thì chính giáo hội tại thị xã Bà Rịa Vũng Tàu phải chịu trách nhiệm. Tại thị xã Phú Mỹ. Này là tôi nói cá biệt. Tại sao? Tại vì năm 2014 là thầy Thích Minh Đạo vẫn còn nằm trong giáo hội mà chịu sự quản lý của ban trị sự giáo hội tại Bà Rịa Vũng Tàu, tức là thị xã Phú Mỹ. Mà nếu như mà rõ ràng, nếu như tại tu viện Minh Đạo mà nhận trẻ sai mà giáo hội đồng ý thì rõ ràng giáo hội phải chịu trách nhiệm. Ở đây tôi nói cá biệt là giáo hội tại thị xã Phú Mỹ. Chúng ta không quá đủ cả năm. Đó, mọi người thấy những cái câu nói như vậy mà được ra, đặt ra nói được. Chúng ta đọc tiếp về cái ý kiến của Thượng tọa Thích Thiện Thông. Chúng ta nên tổng hợp các hoạt động sai phạm của tu viện Minh Đạo. Tổng hợp các sai phạm tu viện Minh Đạo. Này. Tổng hợp các tu viện sai phạm Minh Đạo, đó, tu viện Minh Đạo trong thời gian khuyết trụ trì, đó, đi. Xin lỗi, đọc lại nha. Xin lỗi, tôi đọc lại. Chúng ta nên tổng hợp tất cả các hoạt động sai phạm tại tu viện Minh Đạo, báo cáo lên Trung ương, chỉ đạo xử lý
kiến nghị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội của tu viện Minh Đạo, đồng thời giáo hội trực tiếp quản lý tu viện Minh Đạo cũng giống hệt như vậy. Cũng giống hệt, ý kiến thì cũng giống hệt, nhưng mà ở đây tôi đặt lưu ý đối với một cái câu như thế này đó. Tổng hợp các cái sai phạm của tu viện Minh Đạo. Tôi hỏi nếu như mà thầy Thích Minh Đạo mà còn ở trong giáo hội thì có tổng hợp như gì hay không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như trường hợp của ông Thích Chân Quang hay là trường hợp của ông Thích Trúc Thế Minh và một số trường hợp khác hiện nay cơ quan chức năng đang điều tra, như vậy thì tôi xin hỏi là giáo hội tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu có tổng hợp lên để báo cho Trung ương để xử lý một cách nghiêm khắc hay không? Còn cái việc quản lý tu viện Minh Đạo, đương nhiên ở trên giấy phép hoặc là trên cơ quan chức năng hoặc là trên giáo hội Trung ương, nếu như cái tên đó là cái tên mà được đăng ký thì có thể dời đi nơi khác, chứ không thể nào đưa người khác trực tiếp về mà quản lý tu viện Minh Đạo đó, xin thưa đối với các vị thầy. Tại vì các vị thầy không thể nào áp dụng vào luật pháp của Việt Nam. Luật pháp Việt Nam là người nào chủ sở hữu thì người đó có quyền. Còn cái việc mà luật tôn giáo hay là trong giáo hội thì đây là những trường hợp cá biệt của một tổ chức, nên không có quyền can thiệp vào tài sản riêng tư. Nói xin thưa quý vị là như vậy nha. Ý kiến thì giống hệt như là ông Thiện Thuận, ông Huệ Thuận. Tức là tịch thu tu viện Minh Đạo rồi bắt đầu là cho người khác về quản lý. Trời đất ơi trời, ý kiến giống hệt. Đó, mọi người thấy những cái tu sĩ như vậy mà được cho là tu, được cho là chánh pháp. Mọi người thấy những cái câu nói của thầy Thích Minh Đạo mà chúng ta rớt nước mắt của chúng chị. Tài sản nào của giáo hội thì giáo hội sẽ thu về. Còn tài sản đất đai nhà cửa là của chùa chiền, là của thầy. Đó. Thứ nhất là bán đất của cha để vô mua đất này. Thứ hai là tiền của Mạnh Thường Quân đóng góp vô đó, người ta mua đất. Đó. Bây giờ đất đó là tài sản riêng của các con. Sau này thầy chết rồi là tài sản đó là tài sản của các con. Đó là những cái lời nói thầy Thích Minh Đạo. Không dành lại cho mình cái gì, mặc dù là đất đó là đất của cha mình, bán đất mặt tiền để mua lại cái chỗ ngôi chùa này, cái tu viện này, nhưng mà cộng thêm đối với một số Mạnh Thường Quân đóng góp nên mới mua được cái tu viện Minh Đạo. Còn cái nào của Hội Phật Giáo thì Hội Phật Giáo thu về, còn cái nào không phải là của Hội Phật Giáo thì tài sản đó là tài sản riêng của các con. Mọi người thấy cái câu nói của thầy Thích Minh Đạo mà rớt nước mắt. Tôi đặt ra câu hỏi bây giờ, nếu như ông thầy Thích Chân Quang mà lỡ có ra đi, có để lại tài sản riêng cho mấy đứa ở trong đó? Này là tôi nói thật. Này là tôi nói thật nha. Chi tiền cho người này phát triển đất đai, mở rộng công ty. Cuối cùng tôi đặt trường hợp bây giờ, ví dụ như ông Quang mà đột nhiên qua đời. Tôi nói ví dụ nha, cái này không xúc phạm ai hết. Ví dụ ông Quang mà tự nhiên đột nhiên qua đời, liệu tài sản có để lại cho các chúng thanh niên hay là để lại cho các cái người khác không? Mọi người nghe những cái câu nói của thầy Thích Minh Đạo mà chúng ta rất được bắt. Thậm chí đất của cha mình còn vũ bỏ tất cả, để lại cho những người đang tu tập trong tu viện Minh Đạo, để lại cho những đứa trẻ mồ côi. Đó. Mọi người thấy cái cách nói như vậy mà chúng ta còn sanh si, mà còn không binh vực, thì chúng ta binh vực cái gì? Một người tu chánh pháp như vậy, bây giờ tôi nói thật mọi người, thầy Thích Minh Đạo cho dù bây giờ ra làm dân thường, đi tới đâu người ta cũng tôn bằng thầy. Người ta tôn là tôn cái đức hạnh của con người, chứ không phải là tôn về cái danh vọng của một số vị tu sĩ. Cái đó là tôi nói thật, nói thẳng. Còn nhiều sai phạm nữa, còn nhiều sai phạm nữa. Đó. Nên là qua cái vụ việc hôm nay, tôi nói thật mọi người, đối với cái việc mà của thầy Thích Minh Đạo mà càng ngẫm nghĩ thì càng đau lòng. Đó. Nói cho cùng thì cũng mong rằng thầy Thích Minh Đạo qua được cái kiếp nạn 81 này. Qua được kiếp nạn 81 này. Đó. Thì thôi, qua cái clip hôm nay em chỉ nói bao nhiêu đó thôi cô chú anh chị. Thì tới đây em sẽ bán những cái sản phẩm của em nha. Tại vì hôm nay cũng 5 ngày thì em quảng cáo lại những cái sản phẩm. Và sắp qua lễ này thì tụi em cũng sẽ đi làm bánh trung thu.
làm từ thiện và bán được bao nhiêu thì em cũng sẽ công khai lên. Hổm gài thì em bán cũng được gần là mười mấy triệu rồi cô chú chị, mười mấy triệu. Thì bây giờ chắc có lẽ là em làm ở trong chuyến này, làm trong bánh trung thu tiếng này thì khoảng là khoảng bốn mấy năm chục triệu thôi. Đó, tức là làm trong mùa trung thu này, cung cấp cho những đứa trẻ qua liên lạc đối với cơ quan địa phương nha. Đặc biệt ở đây là cơ quan địa phương. Em làm theo đúng nghị định 93, tức là liên hoạt với hội chữ thập đỏ của quận hoặc là của phường nào đó. Rồi bắt đầu là đi phát, lấy danh sách của tên người nghèo thì đi phát. Ok mọi người, em mời cô chú anh chị mua các cái sản phẩm. Cô chú anh chị nào mua sản phẩm là coi như đã ủng hộ đối với người nghèo ở quận Cái Răng. Một phần quà nhỏ nhỏ, chỉ cần mua hàng thôi, em không cần thiết là phải đóng góp tiền nha cô chú anh chị. Tức là chỉ cần mua hàng của bên em. Em mời cô chú anh chị xem những cái sản phẩm nha. Đây là các cái sản phẩm bên em nha cô chú anh chị. Đầu tiên là mật ong. Mật ong tức là mật ong rừng, rồi mật ong gùi nha cô chú anh chị. Đây là mật ong tự nhiên hết nha cô chú anh chị. Đây là keo sáp của nó nè, ngâm rượu 5 lít đó. Cô chú anh chị đợi 20 ngày sau uống trị dị ứng nổi mề đay, đồ cực kỳ tốt và đặc biệt là nhức mỏi đau lưng rồi đó. Cô chú anh chị uống rượu sáp này cực kỳ tốt nha. Đây là những tổ ong gùi đã được ngâm vô keo sáp. Và cô chú anh chị nào mua 1 lít ong gùi thì được tặng một keo sáp nha. Đây là 1 lít ong gùi nè, 1 lít là nó hai chai như thế này. Hai chai như thế này là 1 lít ong gùi nguyên xi 100%, em không có pha chế cũng không có làm ong nuôi gì cả. Nếu như cô chú anh chị test hàng mà nếu mật ong có đường hoặc là mật ong nuôi, cô chú anh chị một em thường cho cô chú anh chị 100 nha. Đặc biệt là tự nhiên hết em bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm. Mà khi cô chú anh chị mua về, thứ nhất là không để trong tủ lạnh ngâm mát. Thứ hai nữa là phải để ở ngoài giúp em và xớt ra chai thủy tinh. Còn nếu không thì ga này nó sẽ nổ nè. Đó. Khi ga sẽ nổ nha, cô chú anh chị nhớ xớt ra chai thủy tinh và không để trong tủ lạnh mà để ở ngoài tủ ly bình thường. Giúp em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm nha. 1 lít ong ruồi này là 1,2 triệu cộng theo một keo sáp như thế này. Đây, hai chai cộng với một keo sáp như thế này là 1,2 triệu đồng. Mà keo sáp này cô chú anh chị tra lên mạng đi, rượu sáp ong cực kỳ tốt ha. Ok mọi người, đó là ong ruồi. Còn ong mật, ong mật thì nó 3 chai, cái này là 2 chai thì nó 3 chai là 1,3 triệu. Mà đặc biệt ở đây là ong tự nhiên hết nha, không có ong nuôi gì hết nha cô chú anh chị. 3 chai là 1,5 lít, 1,3 triệu đồng. Đó, cô chú anh chị nào mua thì ủng hộ em nha. Không có nuôi và mật ong cũng không có đường gì hết, cô chú anh chị có thể test nha. Đó, đặc biệt là bên em là tự nhiên hoàn toàn, không phải là mật ong nuôi cũng không phải là mật ong ghép, mà mật ong này là tự nhiên hết. Đó, cô chú anh chị nào mua em thường thì cô chú anh chị biết rồi. Số điện thoại của em là 0908 785 779, còn số Zalo là 0907 444 182, 0908 785 779, còn số Zalo là 0907 444 182 nha cô chú anh chị. Đó là mật ong. Còn các cái sản phẩm thực phẩm bên em thì đây là nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc này. Đây là hộp sâm hoàng cung này của chú chị. Sâm hoàng cung này là gối loạn tiền đình, nhức đầu kinh niên, tăng cường máu lên não, đặc biệt là ngăn ngừa đột quỵ và tai biến. Ở trong này thì nó có 60 viên nha của chú chị. Em đang uống nên nó biết cái nè. Đúng ra trong này là 60 viên. Đã 60 viên thì cái viên nó như thế này đây của chú chị. Đây. Viên nó như thế này. Thì chúng ta xé ra, em cũng đang uống luôn. Mỗi lần quảng cáo thì em cũng uống giống như cô chú chị vậy thôi nha. Đây. Ngăn ngừa đột quỵ và ngăn ngừa tai biến. Thay vì cô chú anh chị đi ăn nhậu chi tốn tiền mua cái này 1,950,000 đồng, cô chú anh chị được tặng một hộp sâm kia và được ngăn ngừa tai biến. Thay vì cô chú anh chị ăn một bữa ăn, hai bữa ăn là đã hết rồi, uống cái này nó sẽ bổ hơn ha. Đó. Cái này giống như thuốc tể ngày xưa cô chú anh chị. 1,950,000. 1,950,000 em tặng cho cô chú anh chị một hộp sâm SK. Đâu rồi, lấy hộp sâm SK cho nè. Có nè. Dạ, sâm SK cho. Đây, 1,950,000 đồng em tặng cho cô chú anh chị một hộp sâm SK nha. Nó đặc biệt là hàng có test, có hóa đơn đầu đầu hết nha cô chú chị. Hàng có mã vạch, có kiểm định hết nha. Hàng đảm bảo 100%, không phải hàng xách tay cũng không phải hàng nội địa. Đây là hàng nhập khẩu 100% chất lượng. Và hôm nay hai hộp này cộng lại là 1,950,000 đồng. 1,950,000 đồng. Số điện thoại của em thì cô chú anh chị biết rồi ha. Đặc biệt là ngăn ngừa đột quỵ, ngăn ngừa tai biến, tăng cường máu lên não, nhức đầu kinh niên, gối loạn tiền đình. Đó là sâm hoàng cung. Còn đây là đông trùng hạ thảo lên men. Đông trùng hạ thảo lên men này là cô chú anh chị nào mà bị bao tử nè, trào ngược, viêm loét nè, đặc biệt là thận yếu, thận suy, tiểu đêm nhiều. Đó, thì cô chú anh chị nên dùng này, đông trùng hạ thảo lên men này là 365. Mọi người biết gọi đông trùng hạ thảo thì nó là chuyên gia về trị đau bao tử, đúng không? Còn nó lên men thì nó hỗ trợ về vấn đề thận yếu, thận suy, tiểu đêm, mà ở đây đặc biệt là sâm. Nên là chắc chắn rằng cái công dụng của nó là cô chú anh chị cũng sẽ biết. Khi cô chú anh chị nhẩm vô là cô chú anh chị biết luôn. Không cần phải nói là công dụng đúng không? Mà hàng của bên em đặc biệt là có mã vạch, mã tem đâu đó hết.
hàng nhập khẩu hết. Nếu như cô chú anh chị test mà không phải hàng nhập khẩu thì em phải chịu trách nhiệm. Một hộp đông trùng hạ thảo lên men này uống 2 tháng 60 gói thì cô chú anh chị là 1.450.000. Thì hôm nay mua thì em vẫn tặng cho cô chú anh chị một hộp xăm SK. Hôm nay mua thì em vẫn tặng cô chú anh chị một hộp xăm SK này ha. Đó. Hai hộp như gì là 1.450.000 đồng. Đây cái trong có cốt như thế này, trong này có hộp như thế này không cô chị. Nó là 6 hộp. Đó, 6 hộp mỗi hộp 10 gói là 60 gói. Đó, đây là hộp nữa nè. Đây cô chú anh chị coi ha. Đó. Ok mọi người, đó là đông trùng hạ thảo lên men. À, còn đây là sâm 2 lọ nha cô chú anh chị, này là sâm 4 lọ. Sâm 4 lọ này là cao hồng sâm núi. Cao hồng sâm núi này là công dụng đặc biệt là ngăn ngừa ung thư nè, nói chung là ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa ung thư. À, đặc biệt là ở đây nó hỗ trợ về sức khỏe dành cho những người trung niên, những người lớn tuổi mà bệnh mới hết. Đó, bần thần trong người, yếu trong người, uống cái này thì nó tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, đặc biệt là nó cải thiện lượng đường đó, và nó bình ổn lượng đường, lượng máu rất là tốt, tức là giảm về huyết áp, tiểu đường, ví dụ vậy. Thì đây là sâm nè, mọi người thấy đây là cao hồng sâm núi nha cô chú chị, 4 lọ. Một hộp như vậy chúng ta uống từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng nha, tức là nó là tới 4 lọ. Mà mỗi ngày chúng ta uống, cái cách uống là chúng ta pha vô 2 muỗng múc vô một nước ấm và chúng ta quậy ra, nếu như có mật ong vô thì càng tốt nha. Ok mọi người, một hộp như vậy là 1.850.000. Thì em vẫn tặng cho cô chú anh chị một hộp sâm SK nha. Đó. Sâm 4 lọ này uống tới 3 tháng mấy rồi. Đó, tặng thêm một hộp sâm SK này 1.850.000 đồng nha. Sâm 4 lọ. Đây. Đây là cao hồng sâm núi của chú anh chị, cực kỳ tốt nha. Cô chú anh chị có thể tra lên mạng. Còn bên em là bán giá công ty rồi, không có đụng hàng, nên cô chú anh chị nào có tem phụ, có mã vạch rồi đó hết, giá công ty đề ra và giá được kiểm định hết, nên cô chú anh chị cứ an tâm. Còn đối với tất cả các cái giá khác thì chưa chắc gì hàng nhập khẩu đâu nha. Hàng của bên em là có kiểm định hết rồi, an tâm mà sử dụng nha. Đó. Rồi đây là collagen. Collagen này thì cô chú anh chị là dùng cho những người nữ, còn nếu như người nào nam uống thì càng tốt. Collagen này là chuyên gia về căng da, bóng da, cải tạo tế bào và đặc biệt là ức chế những cái tế bào khác, chống lão hóa. À, nói chung ra uống cái này là đẹp da, cực kỳ tốt những người phụ nữ mà trẻ tuổi từ 25 cho đến 35 hoặc là lớn hơn nữa. Nếu như muốn da mà chống lão hóa thì cô chú anh chị nên dùng collagen này. Một hộp như vậy là nó 10 lọ. Mà mỗi một lọ bán ở ngoài là nó tự 700 mấy rồi, mà hôm nay tụi em bán là 3 lọ như vậy là có 2 triệu, mà cộng thêm 2 lọ sâm này nữa, tức là khuyến mãi nha. Tức là 3 lọ này là một liệu trình là uống được 1 tháng, tặng thêm sâm 2 lọ. 2 lọ này uống tháng rưỡi nữa nha. Ok mọi người, đây là một hộp sâm 4 lọ là 1.850.000 mà tặng 2 lọ thì cô chính chị nghĩ là bao nhiêu? Tức là 3 hộp này cộng với 2 lọ sâm. Đó, tổng là 2 triệu đồng nha. Đường nào nó cũng rẻ hơn tất cả các chỗ khác, mà đặc biệt ở đây là hàng chính hãng, hàng nhập liên qua hàng nhập khẩu 100% nha. Collagen, bóng da, căng da, chống lão hóa, đẹp da. Cô chú anh chị nào mua thì ủng hộ em nha. Một liệu trình là 3 hộp như vậy, 3 hộp là 30 lọ là 2 triệu, tặng thêm một hộp sâm 2 lọ. Ok mọi người. Số điện thoại của em là 0908 785 779, còn số Zalo là 0907 444 182. Ok mọi người, đó là collagen ha. Còn đây là nước hắc sâm núi hay còn gọi là nước hắc sâm đông trùng như cô chú chị. Ê, công dụng của nó thì nước hắc sâm thì cô chú chị bổ dưỡng sức khỏe nè, tăng cường sinh lý nam nữ nè, đặc biệt là cải thiện những người mà yếu trong người đó, cải thiện rất tốt nha. Nói chung là nước hắc sâm đông trùng thì nó hỗ trợ luôn về vấn đề dạ dày. Sáng sớm cô chú chị uống giùm em một gói, chiều uống một gói trước khi ăn giúp em. Ở đây là nó có rất là rẻ nha, này dễ uống, 60 gói như vậy là có 1.150.000, không có quà nha. 1.150.000 không có quà nha cô chú anh chị. Đây, đó, 60 gói hắc sâm này làm quà tặng lễ đồ rất tốt nha. Ok mọi người, đây sách rất gọn luôn. Đó. Còn cái này càng rẻ nữa cô chú anh chị. Đây là nước hắc sâm nhung hu. Đó, thì công dụng của nó cũng như là hắc sâm cao thôi, nhưng mà tại vì nó loãng. Ở đây là hai loại hắc sâm. Hắc sâm này hắc sâm lọ, hắc sâm đậm đặc. Hắc sâm này là nó tốt gấp 10 lần hắc sâm cao hồng sâm. Nghe cô chú anh chị, hắc sâm này để dành cho những người có tiền, em nói thật là những người giàu có, những người có tiền uống. Đặc biệt là nó cải thiện về vấn đề sinh lý nè, cải thiện về sức khỏe nè, đặc biệt là hỗ trợ về tiểu đường và huyết áp nè, ngăn ngừa ức chế tế bào ung thư nè, dành cho những người nào đang trị bệnh ung thư đó.
mà nó sẽ ức chế, nó làm giảm đi cái phát triển. Nói thẳng luôn nha, cái này nó không phải là công dụng để trị bệnh ung thư nha, mà nó chỉ là ức chế tế bào ung thư, nó giảm đối với cái việc phát triển ung thư mà thôi. Nha, cô chú anh chị nhớ kỹ là như vậy, mà dành cho những người có tiền cô chú chị. Mà nếu như cô chú anh chị nào không có bệnh ung thư thì uống cái này nó ngăn ngừa cực kỳ tốt nha. Hắc xăm thì cô chú anh chị có thể tra lên mạng, một hộp hai lọ như vậy là 1.850.000 rồi. Hôm nay thì vẫn tặng cho cô chú anh chị một hộp xăm Macca đó. Một hộp xăm hai lọ này cộng với một xăm Macca là trị giá 1.850.000, mà dành cho những người có tiền là nó mắc lắm nha cô chú anh chị. Đó. Còn đây là nước hắc xăm nhung hưu thì công dụng cũng giống như kia nhưng mà nó loãng hơn. Đó, thì công dụng nó cũng vậy thôi nhưng mà nó chỉ hỗ trợ phần nào ít, nó chỉ có 750 cao thôi cô chú chị. Mà 30 gói, cái này thì nó không có tặng quà, 750.000 nha, nước hắc xăm nhung hưu. Ok mọi người, thì đó là toàn bộ những cái sản phẩm bên em đó. Cô chú anh chị nào mua thì nhớ ủng hộ em nha, theo số điện thoại là 0908 785 779, còn số Zalo là 0907 444 182. Ok mọi người. Thôi thì chiều nay là ngày 31 của tháng 8 năm 2024. Thì em xin chào mọi người và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn mọi người.